Trung thu năm 2018 thì Hằng xin chúc tất cả các quý cô chú, các anh chị và các bạn nhỏ sẽ có một mùa Trung thu thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Và mọi người nhớ sẽ chia bánh Trung thu cho tất cả mọi người cùng ăn, cùng thưởng thức nha. Và đừng quên nghe nhạc của nhà công ty nghệ sĩ Việt, đó chính là bài Bánh Trung thu của Papa Bố Hạnh Phúc và bài hát Em Chơi Trung Thu và bài Chị Hằng. Đây là ba bài hát mà ba bà đã dành rất là nhiều tâm huyết để sáng tác, để sáng tạo nên những cái bài hát thật là trị giá cho cái mùa Tết này. Và mong mọi người sẽ đón xem thật là nồng nhiệt và thân ái. Xin chào tạm biệt. Hello mấy em nhỏ, chị là chị Cội. Thì hôm nay là tất cả là ngày Trung Thu rồi. Chị chúc mấy em đi chơi Trung Thu vui nè, ăn được thật là nhiều bánh Trung Thu nè, và sẽ nghe được những bài Trung Thu thật là hay, như là trong cái kênh iKids Music của chúng ta đó. Ví dụ như là bài Em Chơi Trung Thu, rồi Bánh Trung Thu, rồi Chị Hằng của bạn Thảo Nguyên đó. Vừa nghe vừa ăn thì nó sướng nên, nhưng mà cuối cùng tóm lại thì chúc các em một mùa Trung Thu thật là vui vẻ, ấm áp. Và sau ngày Trung Thu này là các em sẽ có một cái động lực để học tập thật là tốt. Yeah. Bye. Hôm nay là ngày Trung Thu thì tôi xin chúc mọi người có một mùa Trung Thu đoàn viên cùng gia đình thật là ấm cúng và hạnh phúc. Và thì không biết nói gì hơn ngoài lời chúc đó, xin cảm ơn mọi người. Trung Thu thì con Quốc xin gửi lời chúc tới tất cả các gia đình, ông bà, cô chú, anh chị cũng như là tất cả các em nhỏ có một mùa Trung Thu thật là ấm áp và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Bye bye.